Thưa quý vị, ngày 22 tháng 6 tại kỳ họp thứ 16 kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất thông qua hồ sơ trình duyệt quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Thành phố Thủ Đức có dân số hơn 1,4 triệu người vào năm 2030 là đô thị song hành, giữ vai trò là cực tăng trưởng mới, năm huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ có dân số hơn 3,1 triệu người vào năm 2030 là các đô thị vệ tinh kiểu mới, cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh. Các đô thị vệ tinh kiểu mới là đô thị trực thuộc nhưng có tính chất độc lập tương đối về cơ sở kinh tế, kỹ thuật, đảm bảo nhiệm vụ với tiềm năng lợi thế trong sự phân công với đô thị trung tâm. Trong thời kỳ quy hoạch, các quận nội thành là khu vực đô thị trung tâm đạt tiêu chuẩn đô thị đặc biệt, 6 đô thị trực thuộc gồm thành phố Thủ Đức là đô thị loại 1 và năm đô thị vệ tinh đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3 làm cơ sở để nâng cấp lên thành phố. Sau thời kỳ quy hoạch, các quận nội thành là khu vực đô thị trung tâm, đạt tiêu chuẩn đô thị đặc biệt. Bốn đô thị trực thuộc gồm thành phố Thủ Đức là đô thị loại 1 và ba đô thị vệ tinh đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2 hoặc 3.